Hiện tại đến thời điểm bây giờ thì khách hàng quan tâm rất là nhiều về những dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao. Chính vì vậy, để đáp ứng được tất cả những yêu cầu những khách hàng mà quan tâm về những dòng xe nào, thì em Hương luôn tục cập nhật những mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Tiếp theo hôm nay em Hương sẽ lên sóng và báo giá về một chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu số tự động biển Hà Nội đẹp. Đây các bác nhìn này, form dáng này, SUV 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson đây. Chiếc này được sản xuất vào năm 2010. Và bản này hai cầu các bác nhé, lên đèn bi salon rồi, đèn gầm cũng là đèn bi, có giải đèn led này, đèn phá xương đầy đủ rồi. Động cơ trang bị 2.0, 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chào bán chỉ có 438 triệu. Những bác nào mà quan tâm về chiếc Tucson này thì nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Còn bây giờ thì cùng em Lê Hương đi xem hết buổi báo giá, hết một video chi tiết về chiếc Tucson của em Hương nhé. Với dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì bánh này, bộ mâm rất là dày dặn luôn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, mâm đúc thể thao rồi, mâm đúc hợp kim các bác nhé. Đây ạ, đời 2010, xin nhan trên gương. Ở đây thì còn được bác chủ cũ độ thêm cái lắp cái ốp mạ chrome ở đây, nhìn rất là sáng luôn. Tay nắm cửa có phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Cam kết cho khách hàng nhà mình khi mua xe bên em Hương là không đâm xô và không ngập nước. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa đây ạ. Đây, gương kính thì auto tự động cho em. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa thêm 2 loa chép nhỏ. Ốc nhái này không hề bị vặn mở các bác nhé. Kệ bước chân lên xuống, vì dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì có kệ bước chân lên xuống thì nhà mình có trẻ nhỏ hay người già thì lên rất là dễ dàng. Đây ốc đây không hề bị vặn mở nhé. Ghế da cao cấp với tông sơn mà lức da màu nâu này. Má ghế này ôm sát vào lưng của người ngồi, những bác nào mà say xe để đi cái dòng này cũng không hề bị say đâu ạ. Lại còn có cho em là lưới thông nhé. Đây là cái loại là da lỗ này, thông hơi thoáng khí cho em. Lề lổ thông minh, màn hình giải trí, ghế lái chỉnh điện, điều hòa auto, cửa sổ trời toàn cảnh cho em. Đây các bác nhìn ạ, cửa sổ trời toàn cảnh luôn nhé. Đấy, Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi, một trong những dòng xe không bao giờ hết hot. Mà máy số thì cực ngon luôn, đi thì cũng gọi là không quá là tốn nhiên liệu đâu, động cơ 2.0 5 chỗ ngồi. Gương kính này các bác nhé, đời 2010 này. Tất cả những cái chỉ số gương kính này đều là gương kính liền đời, không hề bị thay gương kính đâu nhé. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh cũng còn nguyên và đầy đủ cho em. Chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương đây. Đây, em quay chi tiết đây ạ. Từ phần táp ly cho đến cánh cửa, những phần keo chỉ em đều quay chi tiết cho mình. Đây các bác này, bệ chống mở tay đều là da nhé, đều là da cao cấp luôn. Ở phía dưới là có thảm sàn, là thảm rối này, thảm 3D, xong có thảm rối sạch sẽ này, ghế da này, hai hàng ghế này cực kỳ rộng rãi luôn. Lại còn có ghế da thoáng khí như thế này, ghế da căng mọng luôn các bác nhé. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD, không che một chút nào luôn. Móc khóa đây, các bác nhìn móc này, móc cửa này sáng choang luôn. Từng con ốc cũng không hề bị vặn mở. Em này đi thì cực sướng luôn. Cả gầm cao, máy thoáng lại đi rất Tucson. Tất cả những đường dập lổ cho thân xe này cực kỳ sắc nét luôn. Đây các bác nhìn ạ. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em rồi. Na răng thể thao, mẹ mầm rất là đẹp luôn đúng không ạ? Lốp lắp thì dày dặn. Khoang hành lý thứ hai đây các bác nhé. Đây, khoang hành lý đây, hay còn gọi là khoang cốp của xe. Đối với bản sedan hai đầu như thế này, à bản Tucson như thế này thì khoang hành lý rất là rộng luôn nhé. Đây là xe Tucson các bác nhé. Phía sau xe còn trang bị cho em một cái cổng sạc 12V, có đèn cốp đầy đủ cho em rồi. Những cái móc khóa treo này đều có đầy đủ cho em. Thảm cao su lon vừa dễ dàng vệ sinh lại vừa sạch sẽ này. Đó các bác nhìn đó, khoang hành lý rất là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên và đầy đủ cho em ạ. Nhấc máy lên đi ạ, kết nối Zalo em sẽ gửi cho mình hình ảnh và video chi tiết này. Máng nước hai bên, kể cả những cái bấm đinh tán này còn nguyên nhá. Máng nước hai bên này, đây là lắp cốp xe. Đừng con ốc em cũng quay cho mình, không hề bị vặn mở. Đây, không hề bị vặn mở đâu ạ. Máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, đời 2010, chiếc Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, SUV của em Hương. Tất cả các lốp thoát nước này cũng vậy luôn nhá, keo chỉ zin. Toàn bộ lắp cabo cũng như lắp cốp đều là keo chỉ zin, cộng với 4 cánh cửa. Phía sau xe thì có cho em là có một cái mắt cam, một cái cắp mắt cam lùi đầy đủ rồi. Lắp lipo thể thao luôn, đây form dáng đây. Đây là ngoại hình bên này của em nó nhé. Em sẽ quay chi tiết lần lượt cho mình. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, lắp lipo thể thao rồi. Xịn xò luôn. Đèn hậu phía sau thì ăn sâu hơi một chút vào khoang lắp cốp. To bản sắc nét, không hấp hơi cũng không mở nước. Đây ạ, khoang bánh phía sau cũng vậy luôn nhé các bác này. Bánh này, lốp này rất là dày dặn luôn, còn những cái tua rua, những cái lông. Đấy, các bác nhìn đây ạ, mầm rất là to lớn luôn, rộng rãi. 5 chỗ ngồi gầm cao các bác đã từng trải nghiệm mà từng đi thì các bác rất là thích luôn. Khoang hành lý này, xe gia đình, ốc nhái đẹp căng luôn như thế này cơ mà.
Đây, móc khóa trẻ nhỏ thông minh đây. Xịn xò luôn. Gương kính thì em Hương cũng cam kết liền đời theo xe tất cả các ô gương kính. Các bác nhìn này, đời 2010 thì gương kính đây sẽ là số 0 nhá. Số 0 sẽ là đời 2010. Kệ bước chân lên xuống này. Em này thì ghế lái là ghế lái chỉnh điện cho em. Ghế lái chỉnh điện thì các bác nhìn là chỉ cần ấn vào đây thôi. Đấy là ghế tự động sẽ tiến lên. Nếu như các bác thấy hơi kích thì các bác lại tụt xuống cho em đó. Ghế lái là ghế lái chỉnh điện. Tất cả các thông số đều còn nguyên vẹn cho em này. Móc khóa đây, từng con ốc đây, ốc cánh cửa, ốc nhái không hề bị vặn vỏ nhé. Em này thì còn có khóa cầu vi sai cho em này. Khóa cầu vi sai, pha cốt đèn tự động cho em. Màn hình giải trí cỡ lớn ạ. Đây nhá, xe thì có đề lổ thông minh rồi, khóa cầu vi sai. Trên vô lăng thì có tích hợp các phím bấm tăng giảm này. Đấy, tăng giảm rồi, túi khí an toàn này. Túi khí an toàn trên ghế phụ nữa. Màn hình giải trí cỡ lớn này, màn hình cam hành trình có hết rồi. Đây là vị trí để điều khiển phần cửa lóc của xe. Điều hòa thì auto. Đây, cần số này. Cần số đây, tẩu thuốc này, cổng sạc 12V. Các bác nhìn Tucson nó sẽ khác những dòng khác nhé. Là phanh tay của nó sẽ là thiết kế là phanh chân ở đây luôn. Phanh tay sẽ là ở đây ạ, đây sẽ là vị trí phanh tay. Bình thường những dòng xe khác thì các bác phải kéo gạt phanh tay ở khu vực này. Thì với Tucson thì các bác sẽ đạp vào đây, nó giống như dòng xe mẹt đấy ạ. Nó phải đạp vào đây thì được, coi như là mình kéo phanh tay lên rồi đấy ạ. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay chi tiết cho mình về chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp của em Hương. Những bác nào thật sự quan tâm thì cứ nhấc máy để em Hương được tư vấn cho mình. 0354602790. Gương kính thì auto tự động rồi, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, keo chỉ zin, cả cái lốt thoát nước còn tròn xe. Khi mở cánh cửa ra sẽ có đèn cảnh báo cho mình nhé. Đây ạ. Lắp thêm một cái ốp mạ chrome kia. IX35 Hyundai đây ạ. Dàn lốp thì dày dặn khá là đẹp đúng không ạ? Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ. Xi nhan chân Hương. Vừa rồi thì em Hương đã quay qua về nội thất và ngoại thất thì cũng gần như là chi tiết hết rồi. Bây giờ sẽ đến là khoang động cơ máy móc của xe nhé. Đây, đèn bi salon này. Đèn pha rất là đẹp luôn. Đèn bi salon. Đây sẽ là khoang động cơ hay là còn gọi trái tim của chiếc xe Tucson đây ạ. Đây là khoang động cơ máy móc của chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp. Giá chào bán của em Lê Hương là 438 triệu. Cộng bao rút hồ sơ cũng như thương lượng lộc lá thêm lộc lá là cho mình lấy may nhé. Các con ốc thanh ngang này các bác nhìn này, không hề bị vặn mở này. Mãng lớp hai bên cũng vậy nhé, không hề bị biến dạng hay là có hiện tượng là hàn xì khép lối gì đâu ạ. Khung răng sắt xi cũng vậy, không hề có tình trạng cong hay là gì đâu ạ. Thẳng tắp mà đường. Đây các bác nhìn này, các cái bấm đinh tán này. Máy của xe đây, từ ốc mặt máy đến ốc vách cam các bác nhìn kỹ cho em, không hề bị vặn mở nhé. Xe zin đẹp như thế này cơ mà, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Cabo thì tất nhiên là phải keo chỉ zin rồi, nắp cabo keo chỉ zin. Các cái lốt thoát nước tròn xe xe như thế này cơ mà. Keo chỉ zin phần nắp cabo, lắp cốp và 4 cánh cửa đều là zin đẹp cho em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về ngoại thất, nội thất, máy móc của chiếc Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp đời 2010 mà giá chỉ có 438 triệu thôi. Đầy đủ cho em cam hành trình, cam lùi, cũng như là màn hình giải trí đề lộ thông minh. Những bác nào thích dòng xe 5 chỗ ngồi này thì nhấc máy lên gọi cho em Lê Hương trực tiếp, em sẽ tư vấn cho mình. Còn bây giờ có lẽ là em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em Hương vào những buổi báo giá vào 11:30 các ngày trong tuần. Những bác nào quan tâm muốn chạy thử và cảm nhận xe thì đến với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương và kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.